phong cảnh đền hùng, đền thượng nằm vót trên rỉnh núi Nghĩa Cương. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa trước sân. Lăng của các vua hùng ẩn trong rừng cây xanh gần đền thượng. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đình ba vì vòi vọi, Bên trái là dãy Tam đảo như bức tượng đá sừng sững. Trước mặt, ngã Ba Hạc như một hồ lớn. Mùa thu năm 1954, bác Hồ tới thăm đền Hùng và đã căn dặn chúng ta, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đoàn Minh Tuấn